Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc cho mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn lại về một lô hải châu lá nhỏ tàn thiên nhiên. Đó. Thì mỗi cây bên nhà vườn cũng đều báo mã số hết nha. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi về hải châu phôi thì mình không có bao sống, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái cách chăm tỷ lệ sống cao nhất luôn nha. Đó, mình cũng đang ươm rất là nhiều và đang bung mầm rất là nhiều luôn nha. Đó, nên là mình yên tâm, vấn đề là mình chăm có tâm là ok thôi. Cái số kia thì hiện tại không có giao lưu được, và phải đợi nó sống khỏe rồi mình mới giao lưu. Chắc là 1-2 tháng nữa là mình mới giao lưu những cái cây đó nha. Đó thì giao lưu phôi 50-50 thì nó có cái mức 50. Còn khi mà cây sống khỏe rồi thì nó có cái mức sống khỏe. Còn cây thành phẩm thì nó có cái mức thành phẩm. Đó, nói chung là mỗi giai đoạn nó có một cái mức khác nhau. Đó, còn tùy theo mỗi tầm nhìn của mỗi người nữa. Đó. Thì, nói chung là cuộc chơi này thì nó cũng rất là nhạy cảm. Nói chung là tùy theo mỗi người thôi nha. Nói chung là mình trao cho nhau những niềm vui. Còn những tiêu cực thì mình nên bỏ nhau đi nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 931. Là một cụm hải châu liền cốt. Cái này cũng tương đối to luôn nha. Cụm này thì cũng tương đối là ok. Bầu đất rinh sẵn hết luôn. Cây này thì sống 100% rồi nha. Nhà mình yên tâm. Nói chung là những cái phôi đây nè. Có lẽ là mình cố mình giữ được đất nhưng mà nó rất là khó. Bởi vì nó nằm ở trong cái đất cát. Đất cát vùng biển cho nên nó rất là khó giữ được đất nha. Đó. Chung mà cái nào mình cố giữ được thì mình giữ thôi. Nhưng mà quan trọng là mình chăm có tâm là ok thôi. Không vấn đề gì cả. Mình chơi phôi thì mình xác định rồi. Đó, kể cả nhà vườn cũng vậy thôi. Xác định phôi là 50-50. Đó. Để sống thì làm củ mà chết thì làm củi thôi. Đó. Còn bên mình thì chết thì làm lũ. Rồi tổng hoành của cái cụm này là 75. Cái hoành này đại diện là 7 nha. Cây cao là 65. Cái này chắc tán rộng không phải cả mét á. Em sẵn em đo cái cho khán giả rõ cái cây luôn. Chiều rộng qua cái ngọn dưới cái luôn. 1,05. 1m05. Đó. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn nha. Rất là đã luôn. Hải châu lá nhỏ luôn nha. Đây, còn lá này. Còn những cái lá mà nó sung nó to là bình thường. Còn những cái lá gút nó nhỏ này. Đó, cái này về mình chăm không bao lâu là nó ra trái luôn rồi. Tại vì nó chi tàn thiên nhiên sẵn, nó đã già sẵn rồi. 1.500k bao ship. Rồi giao vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi giao vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 932. 932 là một cây hải châu một cốt tàn thiên nhiên. Cây này có hoành là 8,5, cây cao là 35. Chắc chiều rộng của tán tầm 60 á. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. Cây này còn ít đất riêng luôn. Tán thiên nhiên luôn nha. Rồi em quay qua phía sau cho khán giả xem luôn nha. Rồi. Cây này rất là đẹp, phong bay thiên nhiên. Đó thì đây cũng là thằng em, sinh viên năm cuối rồi. Nhưng mà cũng đâu có đi học hành gì được đâu. Ở nhà học online. Lúc rảnh rỗi thì cũng phụ anh em vườn. Để mà kiếm đồng ra vô để mà lo học phí. Đó. Nhà thì cũng khổ lắm. Cũng ba bốn mê gì đó thôi. Cũng tội nghiệp em nó lắm. Chung là cũng nằm sương nằm gió với anh em ở ngoài đảo á. Rồi giao vườn xin qua cái này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 333. Là một cây hải châu tàn thiên nhiên rất là đẹp luôn nha. Cây này thì cái rễ nó hơi yếu nha. Đó, mình nói trước luôn, rễ nó hơi yếu. Yếu hơn so với cái cây khác nhưng mà được cái tán thiên nhiên rất là đẹp. Cây này mà sống thì ok luôn nha. Rồi cây này có hoành là 8. Cây cao là tầm 50 hơn á cả nhà. Rồi cây này mình xin giao lưu nhanh luôn. 300k bao ship. Rồi rủi may luôn nha. 300k bao ship. Quay ra sau luôn em.
300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Để mình đóng kia luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 934. 934 là một cây hải châu, một cốt tàn thiên nhiên luôn nha. Cây này cũng còn đất rinh nè. Cây này có hoành là 7, cây cao là 66. Em cho nó ngã qua bên cái bình thủy đó, đúng rồi. Đó đúng dáng. Do em này mình chưa có đào tạo nó phân dáng á, cho nên nó cũng chưa có ấy, nó biết đào à. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship. Rồi em quay lại cho khán giả xem mặt còn lại luôn đi. Rồi cho nó ngã về bên em á, cho nó ngã về bên em. Đó. Này chắc phải đào tạo nó lại về dáng dấp à. Cái kiểu này mất mặt quá. Rồi 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 935, là một cây hải châu. Cây này đế rễ cũng ok luôn nha. Cây này nó có một thân phụ ở đây nữa nè. Nhà thân chính ở đây có một cái bộ tán thiên nhiên rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này có hoành là 10, cây cao là 66. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. Tán rinh thiên nhiên luôn. 800k bao ship. Rồi em quay lại cho khán giả xem mặt còn lại luôn nha. Đó, chi tàn rất là già luôn. Có một cái rễ nó hơi chỏi ở bên dưới nè, mình có thể mình cắt đi nha. Nhưng mà cái bộ tán thiên nhiên thì rất là già. Cây này thì không phải là cây đơ lắm. Rồi 800k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 936, là một cây hải châu quái luôn nha. Cốt này tầm 6 thôi. Cây cao là cỡ tầm 30 là tới đây. Cây quái, hai thân chung cốt luôn nha. Ở bên này cũng mấy thân nữa này. Đó. Rồi cây này 250k bao ship. Giao lưu nhanh luôn. Đó, cây này quái à. 250k bao ship. Rồi cho qua luôn em. Bây giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 937, là một cụm hải châu lá nhỏ. Cụm này cũng liền cốt luôn nha. Cái hoành thân này chắc tầm 6 thôi. Cây cao là 2, 4, tầm 40. 40 là tới thân chính đây nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn. 300k bao ship. Cụm này thì tỷ lệ nó sẽ rất là cao nha. Nhưng mà mình chăm không có tâm thì nó cũng đai bình thường. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 938. Là một cây hải châu phong bay thiên nhiên luôn nha. Cây này thì hoành chắc cỡ tầm 5 thôi. Chiều bay của nó chắc tầm 82, 4, 6, tầm 80 hơn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn nha. Này bonsai Xuân An. Chung mà cũng mới cưới vợ. Cũng tội nghiệp. Cũng ăn nằm rừng núi không thôi. Nói chung mà cuộc sống mưu sinh mà. Mỗi người mỗi... mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thôi. Nghề nào nghiệp ấy thôi nha. Rồi em quay lại cái mặt sau cho khán giả xem cái nữa là ok không? Rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 939. 939 là một phôi hải châu. Hình như... rồi cái thân bên này nó bị khô lũ rồi. Thân này bị khô lũ rồi nha. Mình tạo lũ luôn. Còn thân này thân sống, thân này thân sống. Rồi cây này có hoành là 16, cây cao là tầm 60 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn. Rồi em quay cái cho khán giả xem luôn nha. 939, 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 940, là một phôi hải châu tông cao thiên nhiên, lắc lượng luôn nha. Cây này hoành 7, cây cao là 105. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn. Còn anh nào mà chê mắt nữa thì thôi, kêu anh tự ra đảo mà lấy luôn nha. 450k bao ship. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn.
Rồi em vâng thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.